Đến với triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2016, Porsche đem đến nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn dành cho người hâm mộ và đam mê xe tại Việt Nam khi giới thiệu những tuyệt phẩm mới nhất như 718 Boxster, 911 Carrera, 911 Targa 4, Macan GTS, Cayenne và đặc biệt là Panamera Turbo. Khu trưng bày của Porsche với diện tích rộng gần 500m² nằm trong khuôn viên chính của triển lãm được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp nhất, mang đến một không gian hiện đại, đậm chất thể thao và nhấn mạnh giá trị đặc trưng không thể nhầm lẫn của thương hiệu. Sự ra mắt của những tuyệt phẩm xe thể thao mới nhất cùng chương trình nghệ thuật tinh tế và đầy cảm xúc của Porsche tại VIMS 2016 đã làm thỏa mãn kỳ vọng của những người yêu mến thương hiệu xe thể thao lừng danh đến từ nước Đức. Chúng tôi rất vui mừng khi cùng với các đại diện các nhà nhập khẩu khác tại Việt Nam tiếp tục tổ chức triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2016. Đây là lần thứ hai mà 16 thương hiệu xe nhập khẩu danh tiếng đều quy tụ và trình diễn nhiều mẫu xe mới nhất trong bộ sưu tập tại triển lãm lần này. Đồng thời cũng là dịp vô cùng đặc biệt đối với Porsche chào đón sự xuất hiện của tuyệt phẩm Panamera thế hệ mới chỉ vài tuần sau khi diễn ra triển lãm Paris Motor Show. Việt Nam là một trong số những nước đầu tiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có cơ hội trực tiếp chiêm ngưỡng dòng xe thế hệ mới ở thời điểm sớm nhất này. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam cùng với dòng xe Panamera thế hệ mới đối với Porsche. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể tự hào sự hiện diện của mình ngày hôm nay tại đây. Trong 5 ngày triển lãm, người hâm mộ ô tô tại Việt Nam được mãn nhãn bởi những kiệt tác xe thể thao mới nhất. Panamera Turbo là mẫu xe tâm điểm của gian hàng thương hiệu Đức. Porsche đã cải tiến mẫu xe ý tưởng Panamera một cách hệ thống với một mẫu xe 4 cửa đã được tái phát triển và thiết kế toàn diện. Động cơ và bộ truyền động của mẫu xe này đã được thiết kế lại, khung gầm được hoàn thiện, ý tưởng hiển thị và điều khiển lấy cảm hứng từ tương lai. Phiên bản Panamera Turbo được trang bị với động cơ xăng mạnh mẽ nhất của dòng xe này. Động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép cho công suất 550 mã lực tại vòng tua 5.750 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại đạt 770 Nm trong khoảng vòng tua từ 1.960 đến 4.500 vòng 1 phút. Giá bán tiêu chuẩn của Panamera Turbo tại Việt Nam là 10 tỷ 660 triệu đồng. Mẫu xe 911 Targa 4 là mẫu xe thể thao với hệ thống dẫn động 4 bánh được trang bị những tính năng đậm chất thể thao và tiện nghi hơn dành riêng cho dòng xe 911 thế hệ mới nhất. Động cơ tăng áp mới mạnh mẽ hơn nhưng lại giảm lượng tiêu hao nhiên liệu đáng kể. Bên cạnh đó, hệ thống dẫn động toàn phần được cải tiến, làm tăng tính khí động học và độ an toàn khi lái. Tương tự như trên 911 Carrera, dòng xe 911 Targa 4 cũng được trang bị tiêu chuẩn khung xe thích nghi với hệ thống treo chủ động của Porsche PASM, giảm chiều cao xe xuống hơn 10mm, giúp nhấn mạnh cảm giác khác biệt giữa lái xe thể thao và lái xe thư giãn. Giá bán tiêu chuẩn tại Việt Nam của 911 Targa 4 là 8 tỷ 030 triệu đồng. Một mẫu xe mới của Porsche là 718 Boxster. Kế thừa truyền thống với động cơ phẳng 4 xi lanh, sau 20 năm dòng xe Boxster được ra mắt lần đầu tiên trên thế giới, Porsche đã phát triển một thế hệ xe Roadster động cơ đặt giữa hoàn toàn mới với tên gọi 718 Boxster và 718 Boxster S. Điểm khác biệt trên chiếc môi trần 2 chỗ ngồi so với phiên bản tiền nhiệm là công suất lớn hơn, song lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hệ thống khung gầm được phát triển mới hoàn toàn kết hợp cùng hệ thống phanh hiệu quả hơn mang đến sự say mê và cảm giác lái thể thao trọn vẹn. Thiết kế của thế hệ mới cũng được nâng cấp toàn diện. Toàn bộ thân xe được tinh chỉnh mới ngoại trừ phần nắp capo, kính chắn gió và mui xe. Bên trong khoang lái được bao quanh bởi táp lô mang thiết kế độc đáo chưa từng có. Thêm vào đó, xe cũng được trang bị tiêu chuẩn phiên bản mới nhất của hệ thống quản lý liên lạc của Porsche với màn hình cảm ứng. Module định vị được trang bị tùy chọn. Phiên bản 718 Boxster lần này được trang bị động cơ dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 300 mã lực. 718 Boxster với hộp số PDK và gói kích hoạt chức năng thể thao Sport Chrono tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,7 giây. Vận tốc tối đa của 718 Boxster là 275 km/h. Động cơ phẳng 4 xi lanh với hộp số PDK có chỉ số tiêu thụ nhiên liệu NEDC chỉ ở mức 6,9 lít trên 100 km. Lượng khí thải CO2 là 158 g trên 1 km. Nhờ đó, dòng xe 718 Boxster cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên đến 13%. Giá bán tiêu chuẩn của mẫu xe này tại Việt Nam là 3 tỷ 570 triệu đồng. Việt Nam là một thị trường quan trọng của Porsche toàn cầu.
và đặc biệt là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là một thị trường có mức tăng trưởng ổn định. Xuất hiện tại triển lãm lần này, chúng tôi tự hào với gian hàng có thể được coi là nổi bật nhất với những mẫu xe chủ đạo của thương hiệu. Ngoài việc trưng bày các sản phẩm, Porsche cũng muốn khách hàng có thể trải nghiệm cảm giác lái các mẫu xe của thương hiệu. Vì vậy, vào tháng 3 vừa qua, chương trình Porsche World Road Show 2016 đã diễn ra với sự quy tụ lần đầu tiên của 22 mẫu xe thể thao hiệu suất cao đình đám của Porsche. Mục đích của Porsche không chỉ là bán xe mà còn khiến cho khách hàng hài lòng với sự lựa chọn của mình. Cũng xuất hiện tại gian hàng của Porsche còn có mẫu xe Macan GTS và mẫu xe SUV Cayenne. Đây là hai mẫu xe SUV ăn khách của thương hiệu Đức. Đặc biệt, khi khách hàng mua bất kỳ phiên bản Cayenne mới chính hãng nào đều được hưởng miễn phí dịch vụ bảo dưỡng và thay thế các phụ tùng bị hao mòn hoặc hư hỏng nhẹ trong suốt 4 năm đầu tiên kể từ ngày sở hữu xe, với tổng giá trị tương đương 200 triệu đồng. Giá bán tiêu chuẩn của Cayenne tại Việt Nam là 4 tỷ 154 triệu 700 nghìn đồng, trong khi đó giá bán tiêu chuẩn của Macan là 4 tỷ 193 triệu 200 nghìn đồng.